Tất biến mắt tất phương, tất cả vô biến bạn tiêu mai trước nào.
vắng có thần mời đất ra châu để nhất trung mẹ thiên sáng sáng vào cửa ngửi biển biển dương ra sáng tham gia thần ngài đất quang thẳng loan giá về đầu nằm chân mân chân giả dương ra ngày này mời ngài loan giá điểm công quen ta loan giá điểm công quen chân nhân vác mời có thần ngài loan giá điểm công làm chân giả dương giang ngày này hôm nay tiệc mở thông dùng mẹ tham gia cung con chân mang cung thần tiên bà thủ điện xin bà loan giá về đồng về đồng thương đại bà đường lên bắc mà ở bao xa hỏi thăm chúa là quê nhà ở đâu vừa hình mẹ là rung cây
già cũng phát muôn vàng bái lại bóng tiếng bà. Hôm nay các nhật đương thời nhằm ngày mùng 2 tháng 11 năm Mậu Tuất, trung bàn đền bàn phù là chùa Ngọc Sơn. Hôm nay đạo vua tại bàn cạnh bàn đền sớm chùa điện. Trước tiên xin bà về để bà chứng minh chứng già chứng lòng chứng tâm. Trước tiên nhà thủ an, sau là các màn đệ tử võ thị quỳnh giang. Hôm nay nguyện cầu đứng ra yết phía quang hoàng mười nhằm ngày hai nguyệt mười năm Mậu Tuất, xin bà về chùa Lâm Duy Đức để bà chứng minh chứng già chứng lòng. Được tiên bà bạch cầu văn sớ tan tòa vua màu tâu về thường thiên thường ngàn cung thiên thủy phù để chứng tâm chứng già chứng lòng cho nhà thủ an sau nhà vợ họ. Hôm nay lễ bạc vòng thành và lại bà A Di Đà Phật. Thật là anh
giờ ngày này con dâng lễ một đau mẹ và một đôi câu con ơi con chờ lâu quyết chân tu thời con hãy quyết
lập thế ta. A ba bởi ba ra bốn phương hồi họp ở đề đa thắng ai. Quang ca quang hai
xưa nay vẫn còn. Nhập màu tôn ông mai về tới ở thương tiêu tai ắt hẳn tan thiên lụy thân tình như thủy được buồn thuê gai chỉ liệu sái đồng hai nhất tâm đầu phục hiện tình tiên ra tới ở thương tiêu tai đàn hát thương thân thân long biệt hóa tình tình đại sơn chùa điện thì xin ngài về Thiếu Lâm Như Đức tờ đơn cảnh sở ngài cũng tâu thiên đình hạ đình tùy phủ tâu lên cửa bạc tam tòa tiên thắng tứ phủ đền tầng liệt thắng chư tiên các quan văn võ nội cung ngoại điện để chứng cho một tấm lòng thành của nhà hiếu chủ để nguyện cầu cho hai chữ bình an tật đừng tiêu trừ tai qua nạn khỏi đi tươi về lúc vàng sự thành công trở lại qua. Yeah.
quang đâu đó mà đã xong mê rồi. Con mời đức ông ngài an tòa. Ban quyền sắc nối, ban cho họ vào được trường gian được hai chữ ấm em,
Ta đổ cho họ bỏ có tài có đức trên khỏi trần gian để trên lo việc thánh. Ngày hôm nay ta về lưu ưng xuống phước ấy, tay cầm tay quế cung đàn tiến thác đồng năm đến nữ phước phần. Ngày hôm nay ta về lưu ưng á, tờ đơn cánh sớ tờ bằng cánh ngọc. Ta về phê chấp thường thiên thị phú phân tấu cho con nhà họ võ nhất tâm ngày nay á. Tiếng học xong rồi có ba tiếng quần tiếng. Tiếng học xong rồi tay cô dân điêu thuốc tay cô bồi ngày hôm nay lòng vẫn khẳng hồi quang loan mà giả được láng thiên mẹ. Ngài về tâu rồi dương gia huyền hậu. Tiếng trì sắc lòng đại ba so
dõi truyền. Vừa gặp hồi bể yên sóng lặng nghe, chiều bắt bắt thật nhẹ xa bằng nghề phong công minh. Khai đầu bầu liều dâng lên để mua, dâng lên để bầu, để đi tẩu đi trần cho nhà mò họ vàng sự bình an, tật bình tiêu trừ mai qua, là khỏi điều lành đem tới vàng sự là hân thông trở lại qua. Chúa thương chúng vương
bờ giường, quang minh chiếu đàng riêng, hoa cúc đang cúng già, tiên thượng hoàng thất đồng thanh chúa tiếng trung vương, quang sớ tàu lên ngài về, quang sớ tàu lên ngài bờ tàu đối, chép biên gió giàn thư cho thủ thủ thường sinh về, như chữ trường chân quang phê cho đệ tử thường dân, sự phú sự quý thương nên đời đời về cho thái sự thản thản thơi. Yeah.
mà ngàn thu ghi nhớ dấu quá bên nè sông trăng nhớ người tráng sĩ tài dặn tuyển mê vời mừng ngài hiền đã rơi Hey.
lịch sử lật sang cung thủy Việt nổi oan này ai thấu tỏ hơi quang lệnh quân là hoàng bào đã nhuộm chàm xanh mặt bầm thân nga đành nhục lẽ vẫn na nhục lẽ thừa công thấm ngọc biển hồ sơn kiệt công hiệu hắc đang non mà sông thì đông đầu đồng nuốt tương mà lòng đau như căng nở tranh hoa quyết chết chết đã cho xong lòng điên không thèm vỡ dần mưa xa là nỗi oan chuyện đồng đức đức trời chay oan kia kết là sự sáng nay vẫn không suy ra
ra đại tướng kê bên ngôi đền rồng. Cũng biết lo sao khó khăn ông cùng tân liều ông bà năm lão sớm chiều mà đông vây bông bồi mãi bay bay hoa núi hai ông bà hai mắt bồi cửa đông. Lần đi em sắm xét đông đông bầu gà núi thẳng không dùng tội này. Lê nuốt lê, lê nuốt lê đằng cái xiếc kề thương răng thần, thương răng thần là xuống răng thần. Sống lượm cạn nồng nước đưa bồng lai